Năm 2018, huyện Hoài Nhơn đã thành lập mới 3 cụm công nghiệp, gồm cụm công nghiệp Đệ Đức Hoài Tân, cụm công nghiệp Ngọc Sơn Hoài Thanh Tây và cụm công nghiệp Hoài Châu. Nâng tổng số cụm công nghiệp được quy hoạch trên địa bàn huyện đến nay là 11 cụm công nghiệp với tổng diện tích trên 287,4 ha. Thu hút 34 doanh nghiệp cơ sở sản xuất hoạt động kinh doanh ổn định với các ngành nghề như chế biến lâm sản, viên nén gỗ, may mặc, chế biến thủy sản. Tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp đã thực hiện trên 1.078 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 5.000 lao động với mức lương bình quân từ 3,5 đến 6 triệu đồng một người mỗi tháng, góp phần nâng giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp làng nghề gần 8.818 tỷ đồng, tăng 24,5% so với năm 2017, thương mại dịch vụ đạt 14.423 tỷ đồng, vượt 1,2% kế hoạch, tăng 21,6% so với cùng kỳ. Nổi bật nhất trong năm 2018, tổng kim ngạch xuất khẩu ở huyện Hoài Nhơn đạt gần 107 triệu USD, tương đương 2.500 tỷ đồng, tăng gần 57% so với cùng kỳ. Lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu ở huyện Hoài Nhơn chiếm 14% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Nổi bật một số sản phẩm xuất khẩu trực tiếp tăng mạnh như hàng may mặc gần 58 tỷ đồng, dăm gỗ 31 tỷ đồng, ván ghép thanh trên 4 tỷ đồng, góp phần tạo cơ hội phát triển kinh tế của huyện nhà.
với sự đoàn kết thống nhất, đồng sức đồng lòng của cán bộ và nhân dân. Năm 2018, năm xã cuối cùng của huyện Hoài Nhơn gồm Hoài Đức, Hoài Mỹ, Hoài Hải, Hoài Xuân, Hoài Phú đã về đích nông thôn mới. Hoài Nhơn trở thành huyện có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt mục tiêu chương trình hành động số 16 của huyện ủy, đạt 107,2% kế hoạch của tỉnh. Đồng thời trong năm, hai thị trấn của huyện gồm thị trấn Tam Quan và thị trấn Bồng Sơn cũng đã đạt chuẩn đô thị văn minh. Nổi bật nhất là việc huyện Hoài Nhơn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới ở các xã. Sản xuất nông lâm ngư nghiệp đã có những bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, chú trọng nâng cao giá trị gia tăng. Năm 2018, giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 hectare đất trồng trọt đạt 107 triệu đồng 1 hectare một năm, bước đầu hình thành các vùng tập trung trong sản xuất lúa, trồng rừng nguyên liệu, nuôi trồng thủy sản an toàn sinh học, chăn nuôi, trồng cây ăn quả. Xuất hiện nhiều mô hình liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp đạt trên 5.063 tỷ đồng, vượt 101% kế hoạch, tăng 5,2% so với năm 2017. Năm 2019, các xã đạt chuẩn nông thôn mới triển khai xây dựng kế hoạch giữ vững và nâng cấp các tiêu chí nông thôn mới. Riêng hai xã Tam Quan Bắc và Hoài Hương tập trung xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020. Đây là tiền đề quan trọng để huyện Hoài Nhơn đề ra các giải pháp thực hiện đạt các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới và chuẩn đô thị loại 4 trong năm 2019. Trong số 73 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực miền Trung Tây Nguyên năm 2018, huyện Hoài Nhơn vinh dự có 4 sản phẩm gồm gạch đá mài Terrazzo của công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Đê, dầu dừa tinh khiết của hợp tác xã nông nghiệp Ngọc An, Hòa Thanh Tây, nước mắm Như Hoa Tâm Quan và nhân hạt điều rang muối của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất kinh doanh Việt Hưng, Hoài Tân. Đồng thời trong năm cũng đã có 4 sản phẩm được Cục Sở hữu trí tuệ công bố nhãn hiệu tập thể, gồm cá ngừ đại dương 4 số 8 Tam Quan Nam, dầu dừa tinh khiết Hoài Nhơn và bánh tráng nước dừa Tam Quan. Nổi bật, nhãn hiệu cá ngừ đại dương Bình Định đã được công nhận theo quyết định số 38745 QĐ-SHTT ngày 6 tháng 6 năm 2018 của Cục Sở hữu và Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ. Bên cạnh đó, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, huyện Hoài Nhơn đã đăng ký 20 sản phẩm là thực phẩm và 2 sản phẩm là hàng lưu niệm nội thất trang trí đặc thù của địa phương có lợi thế, mang tính bền vững và có thể triển khai thực hiện trên địa bàn huyện từ năm 2018 đến năm 2020. Trong năm 2018, trong chương trình quốc gia này, huyện Hoài Nhơn đã xây dựng nhãn hiệu tập thể chuối mốc Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn cho sản phẩm chuối mốc của xã Hoài Sơn, nhãn hiệu tập thể trứng vịt lộn Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn cho sản phẩm trứng vịt lộn của xã Hoài Mỹ và chiếu cói Hoài Nhơn cho hộ nông dân huyện Hoài Nhơn và đã được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn hợp lệ và hoàn tất các thủ tục để công nhận nhãn hiệu tập thể. Đáng chú ý ở huyện Hoài Nhơn, anh Nguyễn Hữu Vinh, nông dân ở khối 8 thị trấn Tam Quan, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Sa Chi Nguyễn, chuyên chế tạo máy công nghiệp, máy nướng, hệ thống sấy bánh tráng, lò hơi nước, máy hút chân không, máy rang hạt, v.v. Đặc biệt, anh đã nghiên cứu thành công hệ thống máy sấy đa năng, tiết kiệm năng lượng. Sản phẩm được ứng dụng vào việc gia nhiệt làm rắn, sấy khô, tách nước các sản phẩm hoặc nguyên liệu của các ngành như dược phẩm, hóa chất, nông sản, thủy sản. Tháng 11 năm 2018, sản phẩm của anh được tham gia triển lãm Việt Nam GrowTech năm 2018 là sân chơi quốc tế về thiết bị nông nghiệp và đã được 3 đơn vị ký kết mua 3 hệ thống máy sấy đa năng tiết kiệm năng lượng. Sản phẩm máy anh sản xuất ra bán rẻ hơn sản phẩm cùng loại trên thị trường từ 20-30%.
chiều ngày 3 tháng 1 năm 2018, Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Nhơn đã long trọng tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao huyện Hoài Nhơn lần thứ 7 năm 2017-2018. Đại hội Thể dục Thể thao huyện Hoài Nhơn lần này có 20 đoàn với trên 1.000 vận động viên tham gia thi đấu, tranh tài ở 13 môn, gồm việt giã, bi gia, quyền anh, bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ, bóng đá, cờ vua, cờ tướng, kéo co, đẩy gậy, cầu lông, điền kinh và võ cổ truyền. Với tinh thần văn hóa, thể thao, vui vẻ, sức khỏe, đoàn kết, các đoàn vận động viên nêu cao quyết tâm thi đấu vì tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, thực hiện thắng lợi cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Trong khuôn khổ đại hội, toàn huyện đã tổ chức trên 400 giải thi đấu thể thao cấp cơ sở, 34 giải thi đấu thể thao cấp huyện và tham gia 17 môn thi đấu thể thao cấp tỉnh. Huyện Hoài Nhơn đạt giải 3 toàn đoàn và được Ủy ban dân tỉnh tặng cờ đơn vị tổ chức tốt Đại hội Thể dục Thể thao. Phong trào thể dục thể thao quần chúng trong năm 2018 tiếp tục được duy trì và phát triển mạnh mẽ, rộng khắp trong toàn huyện như bóng chuyền, bóng đá, võ thuật, cầu lông, cờ tướng, thể dục thẩm mỹ, nhịp điệu, dưỡng sinh, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Ngoài ra, trong năm 2018, nhằm khôi phục lại hội đánh bài chòi cổ dân gian, toàn huyện đã thành lập 18 đội bài chòi cổ dân gian, trong đó 17 đội bài chòi cổ cấp xã, thị trấn và 1 đội bài chòi cổ cấp huyện với gần 200 diễn viên tham gia, đồng thời thành lập 1 đoàn tuồng có 21 diễn viên. Sáng ngày 24 tháng 2, tại di tích Trạm Phẫu thuộc thôn Xuân Vinh, xã Hoài Mỹ, Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Nhơn đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 46 năm ngày xảy ra sự kiện thảm sát Trạm Phẫu, huyện Đồi Hoài Nhơn năm 1972-2018 và đón nhận bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh Trạm Phẫu. Trạm Phẫu huyện Đồi Hoài Nhơn thành lập ngày 20 tháng 11 năm 1971 tại thôn Xuân Vinh, xã Hoài Mỹ, phục vụ việc cứu chữa thương binh. Hoạt động của trạm góp phần quan trọng vào những chiến công oanh liệt của quân dân huyện nhà trên khắp các chiến trường. Sang năm 1972, do có người phản bội chỉ điểm, ngày 24-25 tháng 12 năm 1972, quân địch đã mở đợt càn quét, giết hại dã man 17 cán bộ chiến sĩ thương binh. Nhằm khôi phục, trùng tu, sửa chữa, nâng cấp các di tích lịch sử trên địa bàn huyện, năm 2018, huyện Hoài Nhơn đã thực hiện quy hoạch bổ sung các di tích lịch sử và khởi công xây dựng di tích cây số 7 Tài Lương. Thực hiện quy hoạch bổ sung nâng cấp, mở rộng nhà lưu niệm chi bộ Cửu Lợi với tổng diện tích quy hoạch 1,4 ha. Đầu tư xây dựng nâng cấp nhà bia Căm Thù trên cơ sở chứng tích bia Căm Thù, di tích vụ thảm sát tại nhà thờ Thác Đá Hà thuộc xã Hội Đức. Xây dựng di tích bãi biển Lộ Chiêu, nơi cập bến tàu không số. Đây là di tích đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh theo quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2005.
học sinh Hồ Trang Quỳnh, Nguyễn Anh Kiệt, học sinh trường Trung học phổ thông Tăng Bạc Hổ. Các dự án đạt giải sẽ tham gia cuộc thi cấp quốc gia trong năm 2019.
năm 2018, huyện ủy Hoài Nhơn thực hiện hai đề án số 05 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, về đề án số 06 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện đề án 05, đến nay đã sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị vào Ban Tuyên giáo huyện ủy, nhất thể hóa chức danh trưởng ban dân vận huyện ủy, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Chức danh Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoài Hảo, chỉ đạo thực hiện chủ trương nhất thể hóa Bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng thôn, khối phố hoặc trưởng ban công tác mặt trận, nhiệm kỳ 2019-2021. Qua bầu cử có 100% trưởng thôn, khối phố là đảng viên, Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn chiếm 50%. Thực hiện đề án 06 đã sáp nhập các trường học theo đúng lộ trình, đã hợp nhất Đài truyền thanh huyện vào Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện, hợp nhất Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Ban quản lý dự án đầu tư huyện, hợp nhất trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm chăn nuôi và thú y và trạm khuyến nông huyện, giải thể Ban quản lý cụm công nghiệp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hoài Nhơn phối hợp chính quyền chủ trì phát động phong trào toàn dân chung sức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị sáng xanh, sạch đẹp, an toàn, văn minh. Nổi bật là các mô hình khu dân cư chăn nuôi không gây ô nhiễm môi trường ở xã Hội Châu Bắc, vận động bà con nhân dân hiến đất, cây trồng, vật kiến trúc và kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, tham gia mở rộng nâng cấp tuyến đường liên xã và các tuyến đường liên thôn xóm ở xã Hội Xuân, phối hợp vận động xây dựng, quản lý và tự quản cơ sở hạ tầng đường giao thông nông thôn sáng xanh sạch đẹp ở xã Hội Tân, Vạn Củ Lợi thực hiện khai thác đánh bắt hải sản không xâm phạm vùng biển nước ngoài ở xã Tam Quang Nam. Với cơ chế huyện hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng, xã Hội Châu Bắc đã thảm nhựa tuyến đường từ Ủy ban Nhân dân xã đi Hoài Châu, có chiều dài 2 km, nền đường rộng 6 m, với số tiền trên 2,2 tỷ đồng. Những thành tựu mà huyện Hoài Nhơn đã đạt được trong năm 2018 sẽ là tiền đề quan trọng để huyện nhà bước vào năm 2019, là năm bứt phá, có ý nghĩa quyết định thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Với hào khí của quê hương Hoài Nhơn anh hùng, thôi thúc mỗi chúng ta tiến lên phía trước, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, đưa huyện Hoài Nhơn vững bước đi lên, đạt chuẩn nông thôn mới, đáp ứng sự kỳ vọng của cán bộ, quân và dân huyện nhà.